Chương trình gọi tôi, cái tôi nói ủa vậy thì em sẽ hát với cô chú nào vậy? Nói không, em là chú đó. Từ nhỏ đến lớn thì em chỉ hát dân ca trữ tình, cải lương. Dạ. Trời đất ơi, anh ơi còn cải lương nữa. Tiếp, ngẫu hứng đi mà cầu luôn. Cảm thấy đây là một trong những cái đại diện khá là xuất sắc của cái thế hệ hiện tại. Có một cái kỷ niệm nào nó gây cái áp lực cho anh không? Trong cái con đường âm nhạc của mình, cho dù ca sĩ khác hát bài mình nhiều như thế nào thì khi hết hạn nó vẫn trở thành hit của mình. Cái hay như vậy, giỡn thôi. Chứ nghĩ là người nghệ sĩ mình sẽ phải biến mình thành một cái anten, có thể bắt được rất là nhiều những cái tần sóng của những người bạn bên mình thất tình nè. Chúng ta sẽ không bao giờ có một công thức nào cho sự nổi tiếng hay cho một cái bài hit hết. Tất cả là một hàng triệu những cái mối duyên khác nhau, không ai dám đảm bảo được điều gì đâu. Chính xác. Và em mong là anh sẽ có một cuộc giao thoa thật là ấn tượng. Người trẻ cho một người trẻ. Dạ, một người trẻ kết hợp với một người trẻ hơn.